Đồ má, nhớ nhớ đợt hết hot hot cáp hai hai mươi mấy thằng chơi vui ha. Không, cáp hai kìa, cáp hai mới hồi tốt này nè. Xuống. Ừ. Ủa Bita mày có cái M2 không Bita? Chưa mua à? Mày đừng la nữa Minh, tại tao nghe tiếng chân với Minh. Mà đeo con. Đeo có thiệt rồi. Đang qua, đang qua. Trời trời, cái gì vậy? Địt mẹ. Còn nữa kìa, còn nữa kìa. Má đấy có đạn bắn không? Ừ. Bạn chưa đủ may mắn nhé. Ủa Bita ở đâu mà cho một mạch không thấy? À bên kia. Đi đi. Đã lốt gì đâu. Phải lọt. Lại đừng lên này. Mà lại bò cái bò này nữa nè, cái bò này hay chết nhạt lắm nè. Đây. Để tao qua, để tao qua. Kê 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 kê. Nó nhìn tao kìa. 75 75 75.
cục đá không sao lầm á. Một thằng. Cái gốc cây 70 vẫn còn kìa. Cái gốc cây 70 á. Đúng rồi, gốc cây Minh đang bắn á, đúng rồi. Kìa, nó thò súng ra kìa. Con nào nằm hả? Thằng đó khác nữa, thằng đó khác nữa. Ừ. Mẹ nó. Hai gốc cây luôn. À. Kìa nó đục tao kìa. Chạy đâu rồi? Kìa, mà bắn gục thêm hạt, nó gục nó nữa nè. Còn thằng, ủa mất gốc cây nào ta? Giờ đéo nhớ nữa. Rồi, còn thằng chạy đâu rồi đó? Kìa. Bò nè con, bò nè. Ủa, chết luôn, thằng này chết luôn nha. Còn cái thằng chạy xa là thằng nào nữa? Vậy, còn cái thằng gốc cây gục đâu rồi? Có một thằng gốc cây ta bắn gục. Không, thằng bò bò là thằng khác, thằng sống nguyên, còn cái thằng knock out nó chưa bắn nha. Nè, thằng còn gục đây nè, đó, bắn chết đó. Còn cái thằng một thằng chạy bỏ chạy nữa rồi. Có thằng bỏ chạy nha. Tự nhiên có một thằng bò 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 giữa đường mày. Đây nè, chỗ có đường nè. Không, không phải bò. À, lại đéo có. Xua luôn, nhẫn giả con. Ba cái Bita bắn thằng đúng không? Khi đó, đi nè. Đủ má tiền đang đang cơ bá thì có một thằng bò ngoài đường mày phải lồn. Má nếu hiểu để tao hỏi ốp lớp cho tụi mày coi. Khi bạn muốn làm những đáp án á. Ừ. Ở đâu ạ? Phải what the fuck? Trời ơi.
Nhậu cái lon. Ủa sao, sao thấy xác Bita biến đâu đây, túm ngoài kia mày. Lắc à. Kìa nó thấy xác nó biến đâu cái góc 320 kìa. Đúng á, ba thằng nó mới phải lồn chứ. Đây cũng là một bài học mới cho Bita. Đâu má đéo thấy nhìn được cười. Game này khó quá. Nhảm mà điệp bãi lòn. Ôi, mô tô kìa, mô tô đi ngang kìa. Chạy vào bao luôn rồi. Đôi khi combat bạn đéo chết, nhưng bạn phải dính bom chết. Nhạt nhẽo. Hồi nãy tao cũng xem dính nữa, nó nổ một cái ngay trước mặt tao nhưng mà không không chết. Tao vừa định nói tụi mày là ấy, nó nổ kế tao nè, là tao thấy tụi mày gục hết rồi. Tao vừa định nói luôn á. Ôi, ôi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Trong nhà, trong nhà. Mày đứng ở ngoài tao, mày đứng ở ngoài tao. Như hát luôn. Hát rồi nha. Không biết nữa, vô coi rồi. Có nè. Hai xác luôn. Nè. Nó vừa bay xuống luôn. Đây. Không. Đi thôi. Đây, cái thằng ngồi đúng không mày? Vì ta thấy không? Đồ má cái lộn gì vậy? Đi xe nào mấy ông nội?
Ôi. Tối lon. Ôi 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 ôi. Má tao tao có thằng. Không có, không có, không có, đi đi. Ủa thôi, đúng không? Đúng không? Từ đây chạy qua 6 nhà khó lắm. Cái đường này qua 6 nhà khó lắm. Có đâu, nhà đóng cửa vậy là không có ninja đâu. Hoàng nhớ kiểm tra toilet nhé. Đúng rồi, xong Hoàng quay ra không? Không có gì. Mà sao nhiều đằng, sao nhiều đằng xanh vậy? Má bầu ủng hộ và cờ lờ đi không? Tiếp không? Xe kìa. Đi qua rồi. Đi luôn rồi. Đức Quỳnh. Chạy nó, từ từ bắn. Trong bo mà, gì đâu. Ngục quá. Ui, nào, nào bắn gần kìa. Có súng hết rồi.
Gần quá mà không thấy được cây không à. Nè, giờ bo cái lại biết top 1 hay không liền nè. Ôi. Vẫn chắc bo tiếp cả bay. Đúng rồi, bắn nó run khó lắm. Mà hai mươi mấy thằng ư? Tao nghe tiếng súng trong run luôn rồi. Rồi, bên đây bắn qua nữa kìa. Cái khu nhà chấm vàng có người rồi nha. Cái khu này nè. Ừ. Ốp giống thanh gần. Gần lắm nha. Đó, gần lắm, gần lắm. Ê, tao thấy thằng rồi. Ngay giờ có chân đầu rồi. Nó không bắn được. Thằng ập đâu ta? Gần lắm hả ta? Trong run. Đúng rồi, trong run. Chỗ này đéo nằm được à? Y M24 nữa. Hình như M24. Má, ra bắt đầu thấy ninja nằm cái đống này có phải không? À kìa kìa, thấy rồi. Nó mới qua đầu rồi. Hai thằng à, nó bị bắn trúng rồi kìa. Má đạn sao mà đạn không tới được, không tới được. À kìa, trúng kìa. Má đạn bay chậm quá. Đạn rơi chậm mấy thôi. Nó đạn rơi chậm quá. Ồ, sao bó kiểu gì vậy? Má đứng xa quá, cái nòng cái viên đạn bay tới chậm quá, không bắn được. Dứt điểm liền được. Má nó nhảy kìa. Qua đó luôn à. Tù má cái thằng M24. Bắn lắm thế. Kìa. Kìa nó chạy nó bơi nó bơi bò. Nó bơi à. Không. Cái đạn bay chậm quá, tao nhắm rồi mà đạn bay chậm quá.
rơi chậm quá, nó ngoài tầm 100 mét á, bởi vì đạn rơi chậm lắm. Ừ, ôi đủ mấy cái hòm rớt này, cái cấn vậy giữa hồ kìa. cái hòm giữa hồ. Đừng phên, ba đang bắn con, đừng có giỡn vậy. Thế nào? Phên. Hướng nào? Quá ở trong luôn à. Chưa. Đeo thấy. Đeo thấy. Còn thằng nữa ở trong mấy chỗ này nè, má nó cam tao rồi, trong cái chỗ vòng tròn á, mày thấy cái vòng tròn cái mắt hình cái móc ông chữ U không, kìa kìa đó, nó ra kìa, nó ra kìa, ấy ấy đụng hay quá, tao tao phải chạy vào rocket à, rồi rồi biết rồi, tao kiếp cái thôi, tao vòng qua. Trời đủ má, ra bò cái liếm ác ghê vậy. Con nhìn nó liếm nó kìa. Nó đang full ra liếm cái kìa. Bò kêu đéo gì thế? Đức Quỳnh. Nó trên đồi á. Vậy thằng ném bom bên này là ai nữa? Tao hết bom rồi. Vậy chạy hướng nào đây? Chạy hướng nào thống nhất đi. Đủ má trúng rồi. Trên á. Tao cũng bắn trúng rồi. Còn nào lẻ không ta?
Nó xuống hay gì kìa. Ấy. Một thằng. Hai hai thằng. Hai thằng gục ơi. Hai thằng mất mũ rồi nha. À nó phải chạy thôi, nó ngoài bo rồi. Có chỗ nào mà bắn tỉa nó được không ta? Đéo có luôn. Mày một thằng. Hai thằng. Còn thằng thôi, trong góc. Ờ, thấy rồi à. Ờ, lột gì đây? Hả? Hay lắm. Tao đang ngào là coi cái video. Để cái vô đi, tao bay tới gần gần đây. Ủa, tao tem nè. Mẹ tao tem thằng ở đây rồi nè. Ủa? Con đi không nhẹ. Nhìn lỗi à. Nhìn lỗi mẹ. Thôi. Ủa, bắn cái đầu mẹ. Có thằng xuống chỗ, có ba thằng xuống chỗ khu tao định quá rồi. Mẹ có thằng. Chỗ mấy cái thằng đang chết. Trong mắt có thằng nha. Tụi má có thằng xuống chỗ tao rồi, ba thằng luôn. Chạy hộ bố mày phát. Đi mẹ mày. Quay ngay. Trong đó đông không? Đông. Không biết. Một team, hai nhà kho. Thằng nào để ý cái nhà sau lưng tao có người không? Có. Có. Hai thằng. Tụi má trong này nhiều tao đây. Nhiều kit vãi luôn mày ạ. Tao chưa loot nhà kia mới cầm súng rồi. Tao mới nhặt được mỗi shotgun thôi. Ôi, chưa gì đã ba lô ba mũ ba, à ba lô ba giáp ba mũ hai, đủ chơi mẹ cuối trận rồi. Tình như tao vừa thấy có thằng nhà bên cạnh sao ấy. Ở ngoài hay sao mày? Ở ngoài kìa. Ở ngoài. Đừng, tiếp cận nhiều. Có son gan đấy. Ui địt mẹ nó cầm S12K, rén thế. Bom đi em. Ủa? Ui, thằng là bắn tao rồi. Ủa, là tao công mẹ đây. Không không. Woo! Mẹ kíp mẹ luôn. Đây. Còn thằng nữa. Nhiều máu em. Đây có mẹ kíp này. Chết rồi, mới với một thằng nữ phao. Thằng bắn SKS đi. Nữ phao. Không biết, không đảm bảo thằng bắn SKS nữa. Thằng kia là bắn SKS. Nhà kho người nhá, tao nghe tiếng. Không, xe thằng Huy. Mẹ mình tập trung coi. Còn thằng nữa thôi. Chỗ nào? Có 2 tầng. 2 tầng hả? Mày thiếu máu quá. Này cho tao cái máu đây. Mày phớt kít có này. Có pen hả? Pen. Phớt này. Sau lưng ấy. Ok. Huy có súng cho em. Rồi. Thì thích chỉ còn nhà thôi. Ủa thằng Huy đâu bên đây? Tay cầm. Đấy không đâu. Đâu ngoài ghét đi. Ghét đi. Có SKS nhá, mày cẩn thận. Ui, nó thục cho Minh thì mẹ khóc rồi. Có chỗ nào không Minh? Đúng cái đây á, ngoài hàng rào. Tôi phải nói. Tao bỏ cái nhà bé, nó gần cái nhà bé chứ mà tao. Giờ kìa, tao thấy nó rồi nè. Bình tĩnh, mình chơi.
Ê, nó chạy gần mày ơi. Ôi, mẹ quê mày. Nó tới gần tụi mày rồi đó. Tao vừa nghe có thằng chạy đến đây. Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Hàng rào hướng 160, 160. Ủa, hai thằng ở mà đóng. Đi bắn nhau với ai ấy mày? Ba thằng. Tag team thế nào ấy? Thằng gốc cây kìa. Ủa? What? Sao tao lắp thằng nhỉ? Là khác team rồi. Ờ, what the fuck? Bên đây có một thằng khác nữa. Gốc cây 105. Đúng rồi. Gốc cây rồi nhưng mà nó không ra. Kìa thấy người. Yếu rồi. Gốc cây 105. Nó hết đèn không? Một thằng gục rồi. Gốc cây nhá, cái gốc cây ấy. Cây nào? Cây nhỏ, cây bự. Cái cây mà vừa bị ném bom ấy tạo. Nó còn 17 viên đạn, Minh có đạn 7. Ê, còn một thằng, còn một thằng. Còn một thằng nha. Hai thằng, không nào một thằng rồi. Còn thằng nữa đâu. Ít mẹ khói luôn. Rồi, chết rồi. Okay, mày quá, cái dính tém nó vậy. Xác vậy, ơi, còn cái xác ở đây. Làm xác ở đây, team khác. Ủa vậy thằng quán ta rồi, thằng kia là ở đâu, thằng nào nữa ta. Tao bắn gục một thằng gốc cây mà. Chắc là thằng gốc cây nó bắn. Có thằng này nè, ta giết một thằng mà. Ủa, mất mẹ. Thằng nào. Ê, lấy cây dính tém không? Cây dính tém mà. Đủ má, sao team mình nghèo vãi luôn đấy nhỉ. Mấy bên kia tao còn chưa lút xong nữa. Cá 98 của Minh đâu? Còn nhiều mà. Dạ, cây 98 nè. Vào đây, vào đây. Ui, SKS. Không bắn nào lấy à? Nào vậy? SKS kìa, không ai lút à? Đâu, cây 98 nào? Bắn thằng nghèo. Không, cái xác này của cá 98 này. Tao lút rồi. Quay lút nhanh kia thôi. Đâu, cây 98 nào? SKS chứ quên. Cái 98 đây đang giữ nè, ta đang giữ nè. Cái 98 này thằng... Nè, ta có 8 ít nào lấy không? Mày cầm cái 98 luôn đi, ta bắn xe ít được lắm. Đây, vậy ta đưa mẹ cái ít à. Rồi, đi lúc nghe ra. Tôi chẳng tiền đây. Tôi đỉnh mẹ bo nghiệt thế. Ba thằng hồi nãy là tụi bay vừa bắn là... Mấy thằng hồi nãy nó... Hai team luôn á. Nó... Hai team hả? Ờ. Biết. Ta chỉ biết là một team. Đây này, đưa súng này Bita. Lìa mẹ rồi. Hoặc là chưa. Cho mày 8x luôn. Có gì không? Có gì cho tao không? Đó, 8x đó. Nè, băng đạn mới rộng luôn nè. Có đằng 7 chưa? Cảm ơn 1 chưa. Nè nè nè. 1 viên bắn đéo gì? 11 viên. 11 thằng. Oh. Đi qua lúc nhà hai tầng kìa. Nãy tao chưa lúc xong. Mới cầm vector xong là nhảy ra bắn được. Sẵn sáo vậy. Đây, bo nữa cây rồi kìa, nhanh đi. Lút nốt không đi luôn. Nhiều quá nữa nè. Bắn nhiều xuống rồi. Cháy cái nữa nè. Nhà đội đi, tao đi. Tao có một băng đạn lẻ, cái ghét tao thử bắn luôn. Bắn luôn nhân hồng. Nãy mày lút nha hai tầng chưa ơi. Tao mới qua đây mà. Lút léo léo gì đâu. Thật thật nhân giả đi mẹ tao nghi của nhân giả đó. Tao mới chạy qua đây à. Ê K98 nữa phải luôn. Chạy lẹ đi mày ơi, bo xa lắm mày ơi. Làm cao á. Được thì có xe không? Không. Ra kiếm đi, nhưng sẽ có thôi. Tao thấy khu này có xe lắm. Hoàng quan ca trên đoàn. Đó là mày thấy thôi, nhưng mà hôm nay nó khác. Ờ, hôm nay cháu có gì thật. Mấy bữa trước là khai có xe để chạy à. Nhảy đông qua đông lấy xe chạy à. Hôm nay nó khác. Hay lắm. Nguyên mây gỡ. Hôm nay khu này thì phải toàn UMP. SKS. Chạy bo đi. À nào xài K98 á, có cái có gì Bucky à? Bucky thằng Huy. Có cái băng đạn K98 nè. Ủa Bucky thằng Huy này sao không lấy đi.
khu trước mặt tụi nó lướt hết rồi nha, xuống dưới thẳng dưới luôn. Còn mãi đi ngang BKD ừ. Có bất ghi nè, không có cấp gì vậy mày. Chạy cho nó khỏe tay. Đi đi, đi kiếm xe đi. Ra đường này là chả có, không có thôi. Mất máu, chết, dễ vậy. Phải, thì là thất tục. Chạy qua rách cha đi mày ơi. Tao cứ tưởng tao chết rồi chứ. Cũng có vẻ Vector bắn ngon hả mày. Mà 13 viên bắn ít vãi. Gắn bằng đạn mở rộng vô. Tập trung là ngon. Mày có bằng đạn mở rộng mới được. Vector bắn tầm trung là ngon. Tầm trung đến tầm gần ngon với lộn. Có cái bằng đạn mở rộng nè. Có cái bằng đạn mở rộng nè. Cái tao gọi là súng T3 nhỉ. Tầm trung khẩu đấy khỏe phật mẹ phắn đạn nhanh vậy anh à, bắn như là dè luôn ấy. Ở đấy mà địt mẹ mày đạn rạc xanh đạn rẹt cái hết đạn xanh lá này bá vậy cả đây là dồn đạn nhanh dồn đạn nhanh nhưng T3 xây không phải đối với mình đó là dồn đạn nhanh đối với T3 đó là tinh hoa của công nghệ thì ta vẫn nhớ đi mẹ Huy kiểu đi mẹ nói kiểu no hope với T3 cầm cầm Victor ấy rồi. Tại sao mày lại không bắn được nó gần thế? Khổ quá. Bà lấy mày. Đó khu này chưa loot mày ơi. Thì loot đi. Bo gần mà à không gần lắm nhưng mà cũng đủ gần. Chạy bo gần chết. Nhưng là Minh chết nhé. Mà 16 luôn. Nhặt không? Má lại đặt MP. Alo 3 phút này nhá. Có xe không đây cả? Đi thôi. Trời ơi má bo ơi. Má nhìn bo kìa bay. Trời ơi! Đúng má. Vãi. Dừng xe thôi. Đúng má, vãi luôn bo. Bo này đủ má. Đéo ra mép đảo trước, ăn lồn luôn. Để đây đi. 15 thằng nữa chứ, thì mẹ thường là khu này mà bây giờ... Mẹ đừng vô khu chấm vàng, chấm vàng bên kia chạy vô sao? Đúng rồi. Bây giờ vào bo trước đã, hồi chết thằng nhà hết bây giờ nè. Ồ, tao có cái 8X mà tao qua đường, tụi bay nè. Thằng Minh đi xuống lộn cổ rồi, đi mẹ, nó sai rồi. Được, dừng lại đưa cho. Vãi lồn bo. Bo này rút máu vãi lồn thế. Lai từng thằng một vào đi. Tới mẹ rồi. Quay lại trả nó đi vô mình. Hôm nay bảo lai từng thằng một vào bo rồi kìa. Vào bo trong ấy, thì mẹ lên nè. Ôi, bom nổ nữa kìa. Lên nè, tao phóng thẳng vào trong rồi. Sao rồi? Chết mẹ, màn hình tao bắt đầu bị vàng. Giờ là 9 giờ rồi ư. Huy thật có tâm. Trời ơi má bo hắt cọt vậy. Chết mẹ màn hình ta vàng khè rồi. Từ đợi tí. Không tí ta bắn chết thằng Huy. Giảm mặt chăng. Trời ơi máu tôi. Cái này sao chơi. Bây giờ mà hai anh kia té xe gục là tao mày biết phải làm gì rồi Hoàng. Ê Minh ơi Minh. Bên phải Minh ơi. Có xe ngoài đường chính kìa nhanh lên. Không có thằng Bách. Ngon. Nó không kia xe hỏng mẹ mày. Hay lắm. Ra đường chính đi. Ra đường chính kiếm đi. Đây này cái đường ở chỗ ta chấm vàng này. Rồi ok. Chỗ đây có ngư không nhỉ? Bây giờ có mày cũng phải đi thôi. Bây giờ có hay chết thì có phải ra mà bú xe chứ. Tao có rất nhiều đạn xanh nha. Trời đạn xanh rồi làm cứt thì. Bây giờ cần sống hơn. Tao chưa có rifle nữa nè. Mẹ tao tắt cái disc. Tao cũng thế mà, tao đang cầm UMP. Tao cũng UMP luôn. Vừa lấy ở cái chỗ kia mẹ ba khẩu UMP. Chạy đi Bita. Yeah. Lút téo gì nữa chạy đi.
Minh kiếm lấy xe không mày? Chạy đi em đi. Chạy nữa à? Chạy đi. Tao bắn game tao chạy luôn đi. Mẹ xe hỏng. Chạy thôi. Mày ráp, mày ráp từng thằng vô đi. Ừ. Ráp Bita trước kìa. Hai nó dưới kìa. Ráp thằng Bita cho đi, tao chạy được. Tao vẫn còn một kit thì 6 cái bắn ghét với một lon nước. À đâu, hai cái bắn kit thôi quên. Vì chạy đường cành kiếm xe phát này. Ừ. Mái đường này chắc không lâu hấp. Mày đi vào cái bo này thế nào có thằng bắn. Thật thề luôn. Ủa xe kia xe hư à? Ừ rồi, bot tiếp rồi. Sợ quá. Chạy bởi đéo gì lần này. Nốt nước vậy. Bỏ map bấm, bỏ map chấm cái đi, chấm cái điểm điểm thì ô xe, 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 xe. Thấy xe thì mẹ mẹ mừng thế. Tao lại đi. Để cho map hỏi. Ủa sao thấy tao chạy lên chỗ hơi vậy? Sao mày em chạy vô luôn? Mày đi nghèo kìa, sợ quá. Tao quay lại. Lật xe cả. Tao cũng chưa có súng đây. À, hoài nè, hoài nè. Đó ai có súng. Tao cầm bụng này. 30 trên tịt mẹ 280 viên. Bắn tịt mẹ 12 trận nữa. Giờ tặng chính này tao cũng chưa có súng nữa. Minh đổi ghế đi tao lại cho. Trời ơi. Vào đâu đây, chậm đi. Đấy, nhìn phải nhìn cẩn thận này. Trời ơi, bọn này bốn mấy thằng hả? À, đùa. Tao lại chậm vào tao đi, tao biết được, tao đi xe ai chỗ. Ai kèm kìa. Hai người này mà nhìn kèm. Kèm. Đá cái mình thấy không? Đánh thêm xe không? Đánh thêm xe không ấy? Hả? Còn cái xe à? Ok, mẹ nó đi. Ôi dồi, ôi dồi ôi. Ôi má, đúng à. Thấy không? Alo, chắc đi chơi gì rồi đây. Smoke có smoke không đấy, smoke ra. Em lẹ đi, lẹ đi, cứu lẹ đi, nó bắn mày luôn bây giờ. Em thầy lỗi mày ơi. Bắn đi cho nó phân tâm. Căng. Má tao gần chết luôn, phải lộn. Ôi, hai bắn nữa kìa. Qua ba thằng tiếp cận mày ơi, ba thằng tiếp cận chỗ mày. Vô nhà đi, bây ta có được tao ít rồi nè. Để thôi. Nghiệt quá. Lại có xe nữa không? Xe nữa, xe vô đây nữa. Xe... Alo. Có ba thằng nhá. Bò này bốn mấy thằng mà. Nghe quay vào nhà đi. Khổ quá. Bò phân nữa không? Bò này cũng đéo sợ lắm. Quan trọng là có MK14 với mấy thằng nhìn mẹ mới tuyển chọn bên kia. Ở ra ngoài đéo gì được. À đây, Red Dot. Như là bắn ai kìa mày? Gần bãi, bắn súng cũng gần bãi. Ngay trên luôn á. Sau quả đùi, sau quả đùi. Nhưng bọn nó có 3 thằng nữa. Ê, có thằng nó chạy qua khu nhà gần mình á. Khu nhà gần mình hay khu nhà mình? Khu nhà gần mình á. Cái nhà kia qua đúng không? Gần đây là gì có khu này à? Và ai hay sao luôn kìa? Solo với M24 là sai lầm rồi. Bỏ qua bên... Ôi, thôi. Bỏ qua bên này đi, bỏ qua bên này đi. Đang bỏ xuống. Đây nè, bắn đây. Ủa, có thằng chạy ra gần mình lắm này. Im. Cái cơ bắn mạnh nè. Nó vô đồ trên lầu. Sau lưng Nguyễn ơi. Nghe rồi. Vãi lồn. Địt
khổ. Quay trái lầm, quay trái lầm, quay trái lầm, quay à. Đi mẹ sao tự dưng có thằng buồn cười ấy. Đuổi xuống ngay lập tức. Gì đây? Phải làm có máu không? Thêm lại máu rồi. MK14 bên này nhá. Đi mẹ với thằng này 1 tỷ máu này. 20 giây, 20 giây. 24 nè. 24 nè. Đám hết rồi nè. Tao quặng hết đánh sẵn á. Thằng này 1 tỷ máu nhá. Thằng nào tay cầm không? Nhà tụi tao cái tay cầm đi, không có tay cầm nhá. Có này, có này. Nhớ đi nhanh. Bịt mẹ thằng kia đi vào chạy ra như mẹ như buồn cười đã luôn. Ôi, bo đến rồi. Ôi, ba lính, ba lính, ba lính. Bơm, bơm, bơm phát adrenaline. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Tao có 2 mét kit với 3 phút kit nhá. Hai thiếu đi bà. Lấy xe này, có xe 4 chỗ này, đi 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 đi, let's go. Ôi, chết bẹ nó bắn nổ lắm. Tao cái kit tao chết chưa? Chết tao cái kit tao chết chưa? Hoang. Cái mét kit này. Mấy bạn bớt đồ đi. Phải luôn. Sao thằng Thương, thằng Minh mất máu ấy? Tao chết mà. Ủa? Sao đéo kit thì mẹ là bắn nổ lắm kit đéo rồi. Chạy bộ đi cho nhỏ ngắn bó nè. Tao chạy bộ này có sao đâu. Nhiều nước vãi luôn cháu sợ. Với bách từ bách là cái mục 3 8x M4 full phụ kiện thiếu mỗi tay cầm. Lỗi bên trận đang còn. Ôi địt mẹ khu nhà kia sợ hãi đấy. Ơ ở đây sao drop FS vậy? Ôi ôi. Bình thường mà có sao đâu, được phát 70 nè. À 70 thì tạm thế. Tao 63 64 này. Má bộ mình giật một phát là nửa cây nè. Tao 300 bo rồi nhé. Hoàng còn nhiều nước không cho tao, ít Hoàng. Tao có 2 pen 1 nước nên tao chia 1 pen. Thôi gì có đi. Mình ơi tay cầm mình ơi. Khỏi má đủ má, đủ má đủ má. Bo kìa, quấy lồn. Kít này. Ngon, full phụ kiện rồi tao thấy địt mẹ mình thằng điên luôn. Vãi lồn, bo địt chán thế. Có Bita rồi. Mẹ ngán á. Bita rồi. Chơi 7 điều đi. Bita sau lưng, nãy Bita nó tính là đi xe. Thôi vào bo mày ơi. Tại chưa vào bo nữa. Cái đồng chờ tao một cái. Nè 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 nhanh đi. Tao còn giữ nhiều cái đồng. Nè 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 qua đây nè. Qua đây, qua đây, qua đây. Mẹ sao có nhìn thằng Minh vậy? Nổi rồi. Đây. Nó nhỏ dưới kìa. Đi 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 đi. Cái mẹ đi. Bắt luôn cái bo này 32 thằng, đi nhanh kịp. Quan trọng là nguyên khu thành phố dưới kìa, để mẹ mỗi thằng cái nhà là quần có ăn lòm luôn á. Mình chạy dây tí nữa gặp. Phải vào bo đi tính sau rồi không? Lo coi nhiều coi hướng 85 mày 80-85 chạy qua. Đâm thẳng rồi, đừng đi mẹ rẽ nữa. Rẽ là không kẹo đâu, còn con phút à. Mình chạy tới đó là hết phút luôn rồi đó. Không chạy đấy chết hết 1 phút nhưng quan trọng là mình phải vào trước. Và đéo được, có nghe tiếng này là hơi không ổn rồi. Nghe tiếng là mấy phần dầu sao rồi đúng không? Nghe tiếng là mấy phần dầu sao rồi. Thì mời đéo như thế này. Tự động mình bắn rồi bạn. Chạy đó. Nghe tiếng là biết mình đi học trễ rồi đó. Biết bảo vệ sau đít rồi. Đủ má, 30 thằng. Ôi giời ơi. Đang chết dần đấy, bình tĩnh. Hết cái bo này tao nghĩ còn tầm 25, 20. Có một trong đó nhân giả trước mặt rồi. Có thể có. Hoặc là một vài thằng. Tao đang cầm M16. Tao thấy bất an quá. M16 bắn tốt mà, cứ đứng bớt bật nhanh lên. Xe tối xong rồi vẫn không bắn mày. Bị mật, bị mật xe rồi. Nó có xe. Ê ê ê ê ê ê. Phải phải. Má ơi. Ấy cái lồn thì mẹ các bạn thắt cái lồn. Đúng rồi, tháo nhà gỗ. Mà bo đi đã, mình làm gì đây? Tháo nhà gỗ á. Mẹ mình bù liếm như kiểu đi mẹ thằng chết đói lâu năm ấy. Má lồn. Thấy nó chưa? Có băng đạn mở rộng SMG không mày? Đồ má nãy tao dục mày à, giờ mày xin à? À giờ vẫn bắn SMG. Kèm nhá, súng này bắn tiền hơn mấy súng kia. Ui, sau lưng. Mày ơi chạy bên phải đi, mày ông nước này. Sau lưng của ốp đấy.
Ê, cái thằng sau lưng mình kìa, hơi hơi hơi. Tìa. Chỗ nào đấy? Tôi bắn nó khác rồi. Tôi bỏ đi. Chết nó luôn hả? Nó ngoài bò. Chết được người gì? Nó ngoài bò rồi. Địt mẹ bò khiếp thế. Địt mẹ. Các bạn có đi cổ kinh không? Gì à? Bò đâu à? Bò về trong... Đừng nên bấm bờ để thất vọng. Trời ơi, bo gì đủ mắt kinh dị vậy? Thấy rồi thôi. Ơ nhưng mà ít nhất là xong cái bo này còn 19 thằng thấy đỡ phải lồn rồi. Đỡ cái lòn nữa còn... Ôi địt mẹ, khu này có một cái nhà mẹ ạ. Ta tưởng có mỗi... Có một cái nhà tụi này, thật tuyến vàng ấy, nghi vẽ lồn người. Nhìn cái nhà vẽ lồn hết. Má bo gì kinh dị vậy? Đủ mắt phải lồn đi. Ôi bo à. Game làm ra để làm bo. Ê, ê, tóc kẹt rồi, tóc kẹt rồi. À, ra được rồi, được rồi. Cặp. Chạy xuống dưới thôi mày ơi. Được, mày đánh xuống dưới thì ở đây ăn lòng à. Cái cặc là con nhảy địt mẹ cửa sổ nữa. Địt mẹ tao đổi giáp mày, hết máu rồi nè. Ôi, có cái nhà đó mày ơi. Mẹ đổ. Ghê quá hả? Tao đổ này. Ghê quá mày. Địt mẹ khu lồn này nhìn kinh dị vậy. Nhà mở cửa nha. Nhìn tao thấy đang đợi. Nhà không mở cửa. Nhà nào mà nó đóng cửa nhìn mẹ kín mít, tao mới sợ. Nhà mở cửa bên đơn giản vậy luôn. Mày sợ vãi. Để có thằng bắn bụp chết. Ra giữa đường này. Im đi mày. Đừng cái chỗ ẻo. Từ nhá, bắt đầu bây giờ bắt đầu cẩn thận im lặng đi. Bây giờ nghe tiếng là cẩn thận vãi đái đấy. Chạy bo đi mày ơi. Mua tông, mua tông. Cái mẹ nó. Nó lao xuống rồi, nó lao xuống rồi. Vô bò, vô bò, vô bò, nó lao xuống rồi. Nghe rồi. Ê, trong nhà nhiều người. Nhà nào? Nhà này này. Tao vừa nghe tiếng địt mẹ đi trên gỗ mày ạ. Nhà này, nhà nào? Cái bên này hả? Ờ, tao nghe tiếng gỗ nè. Tao sợ bên phải quá mày. Ui giời ơi. Trong nhà này, trong nhà này đúng rồi, tao nghe tiếng gỗ rồi. Kìa, tao nghe tiếng gỗ rồi. Ôi địt mẹ. Nhảy nó con. Trong nhà người mà. Ừ. Nó ném bom kìa. Ôi địt mẹ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tao chưa tắt được cái này rồi. Địt mẹ mày làm tao thật cả mình. Ôi. Trên nhà có người mày ơi. Sau lưng mình cũng có người nữa. Mày nó ném bom kìa. Có sao anh hơi ơi. Ôi trời ơi. Té đi. Sau lưng. Block. Ôi. Ui sao. Cô ơi, cô ơi. Má ơi. Ê, tao ném nhầm bơm rồi. Hay lắm. Mẹ luôn đấy. Đi chạy rồi nó ra là lia phát. Cứ cười lại luôn. Chạy thôi mày. Qua nhà đi. Đít mẹ Huy. Bay mũ rồi. Đi vô đi, tao cho mày nó mù. Ê, cái M46 kìa, cho tao cái M46. Gần quá vậy? Trên nóc tao thấy rồi. Đâu, vô đây lấy cái mũ 2 nè. Ủa, vậy không chết luôn hả? Trúng đâu nào, trên nóc nào? Cái nhà mình vừa bắn. Nhà này chỗ nào cũng hay. Bita vô đây lấy mũ 2 nè, Bita. Trên nóc nhà luôn hay sao? Không biết, vừa lấy cho thấy cái tông 2. Ui, sau cái nhà, sau mấy ơi. Thấy à, thấy đúng à. Đúng rồi này. Thấy à. Bàn. Ôi. Có đường mắt. Ủa vậy.
Ủa ta thấy nó rồi. Bên bên đây cũng căng thẳng à. Cứ hậu cầu và phát đi. Chạy bị cầu cẩn thận đây. Rồi. Please. Bị tại sao qua kia rồi? Nào nào thấy không? Sao chết nhanh vậy? Đẩy quá thôi, ơi. Đẩy 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 lên thôi. Cái mẹ đi. Ui giời ơi. Chỗ khó nhiều lắm. Đủ má, phải không? Minh Minh, quay lại của tao Minh. Lại lại đó Minh. Nó crash game luôn rồi. Má, cứ quay quay cái thằng đằng sau được chi. Lộn nó bắn mini ảo vậy. Tùy đi bên trái vẫn còn mẹ, bịt cổ. Cố gắng ném bom mày ơi. Cô nào đây? Bên phải mình, thằng 190, 190. Tao phải bò bò. Tao phải bò bò. Lại lại lại. Ê, nó trong cái nhà thờ. Nó ngoài quán, nó ngoài quán. Trời. Là phát game rồi. Này, còn thằng nữa. Ê, nhảy ngoài cửa. Còn này nếu có kiếp nữa. Ôi chưa chưa chưa, mình trong bao, mình trong bao có nước không? Có luôn hết mẹ nước rồi. Ôi ai bắn ai vậy? Biết thế lộn nữa được hay cả cái gì vậy? Chạy qua đây đi. Ở đâu? Cái gì vậy? Sao địt mẹ? Ủa sao cái xe đứng rồi? Ủa tụi bên này tụi mày bắn chưa? Đang bắn. Hồi nãy nó bắn tao á. Có cây trên... Nãy có thằng cây trên tao bắn. Dạ cả trên tao. Ca cái lồn rồi ra ca địt mẹ nó cho phát đầu. Trời ơi má bò xuống dốc núi, dốc biển rồi Hoàng ơi. Địt mẹ sao bò nó cứ ủng hộ kiểu lồn thế nhỉ? 12 giây. Đối diện mình thôi. Mình đéo có quả bom nào mày. Ủa con bé đây mà. Ơ, mày bò à. Tưởng đây lội dữ. Bận bơm vô đi. Kê tắm hát á. Được xuống rồi, được. Bắn nhau à. Đứng đứng đó canh luôn. Đó đây khỏi khói bắn nó luôn rồi đi. Tôi bình tĩnh. Ui hết mẹ máu rồi mày ơi. Mình có nước không? Ôi ôi bên đây bên đây bên đây. Bên khu nhà. Người ta đều mất máu. Chờ nó bắn nhau đi. Chạy luôn Hoàng. Chơi luôn không? Chơi thì chơi. Trong nhà. Tầng 2.